Thằng Bảy Lý Tấn Quảng Nam mến chào anh em nha. Hôm nay lên cho anh em một cặp bánh bánh xô đúc. Bánh này rộng nó khoảng 10 phân anh em. Chiều cao của nó đường kính nó khoảng 60 á. Bánh này chắc của xe cấy hay cái gì đó, nói chung em nghĩ là xe cấy. Thì đã đủ cặp anh em. Còn máy bánh còn đẹp. Đồ thì mình không có chà rửa gì nên nó bụi bặm rồi đất đai nó dính nên có sao mình đang về đi. Rồi thì anh em thấy thì có nhu cầu có cần thì alo mình sẽ quay chi tiết cụ thể sau. Anh em có nhu cầu liên hệ với mình. Mình cái này ship toàn quốc được anh em. 0903003223. Rồi, mến chào anh em.